Hello. Hello Thiên Lực, hello Kimmy, hello Dũng. Hello Khánh Nguyễn, hello Phạm Thị Kim Thanh ha. Anh Nguyễn lớn tuổi mà, anh Nguyễn sinh năm 89 ha. À, anh đi hôm qua thôi. Hôm qua anh đi thôi, hôm nay anh không có đi. Ok, cảm ơn Nguyễn Đức nha. Chào Lâm Trọng, chào Akechi. Buổi live ngày hôm nay thì không có chia sẻ giống như buổi trước. Cái buổi live mà chia sẻ giống như buổi trước á, thì chỉ lâu lâu thôi, tại vì nó nói rất là nhiều và rất là mệt. Buổi live hôm nay thì rất là ngắn thôi. Buổi live hôm nay thì chủ yếu là nói về cái extension. Visual Code Extension là HTML to CSS Class. Cái này này. Cái này là mình viết ha. Đâu rồi? Đây. HTML to CSS Class. Thì cái này để làm gì thì chắc mình sẽ nói sau, và cái vấn đề chúng ta gặp phải hồi trước, rất là mình nói lại cái vấn đề mà lúc mình gặp á, rồi mình viết như thế nào để ra được cái extension đó, và nó giống kiểu là code, những cái đoạn code như thế nào để ra được cái chức năng mà chúng ta muốn, kiểu như vậy. Tức là phân tích lại cái code mà mình đã code trước đây ha. Tức là có thể mọi người sẽ học hỏi được cái gì đó, có thể cách xử lý vấn đề, hay là JavaScript, hay là TypeScript, hay là xử lý cái gì đó trong bên trong đó, kiểu như vậy. Hoặc là có cách nào tối ưu hơn hay không, có thể mọi người coi like rồi mọi người góp ý thêm chẳng hạn, ví dụ như vậy ha. Không em, nay không, anh không có đi, anh chỉ đi hôm qua thôi, rồi hôm nay anh nghỉ ngơi để mai anh đi làm. Hello Nhất Sơn, hello City Channel. Buổi live ngày hôm nay thì chắc hơi nhiều người xem, chắc không nhiều đâu, tại vì chủ yếu là nói về tinh thần thôi chứ không có chia sẻ gì nhiều cả. Cũng không có thời gian để trả lời cho mọi người luôn ha, nên là ai thích xem thì xem, có thể học hỏi được cái gì đó, cốt xử lý đó các kiểu, cũng vui lắm. Cái chủ đề này cũng vui lắm, đôi khi mà mình đọc lại cốt của mình, cốt mình còn không hiểu mình tại sao mình lại cốt được như vậy nữa, hay là tại sao mình lại cốt ra được chức năng như thế. Nó cũng hay lắm. Extension canh đều dấu hai chấm trong CS là gì đó anh hả? Canh đều cái đó làm gì, lại bực code rồi nó lúc mình lưu lại rồi nó cũng format lại à, canh đều không có tác dụng được gì đâu. Hình như cái đó là better line thì phải. Better line này nó sẽ canh đều mấy dấu hai chấm ở trong JavaScript hoặc là trong CSS đó. Này nó canh đều đó, này, này thấy không? Đó. Thì cái này người ta gọi là better align, đôi khi đều vậy nó đẹp vậy thôi, chứ đến lúc mà mình code rồi mình lưu rồi nó cũng format lại tùm lum mà. Đó, better align này cái này vô thì được như thế này, lúc đầu cũng có cài nhưng mà về sau lười quá cũng bỏ. Xin chào hạnh Henry. Tạo một tab nữa.
Momo 0937 vừa có người hỏi. Để cái này đây để cho mọi người chú ý. Đọc lại không biết cũng có hơn, đôi khi không hiểu mình viết cái gì nữa. Có khóa học dạy kết hợp giữa JavaScript với HTML không anh? Có chứ, khóa JavaScript của anh đó. Khóa JavaScript của anh thì chắc chắn sẽ đụng đến HTML rồi. Không, đâu có ai dạy JavaScript mà không đụng tới HTML đâu. Nó phải liên quan tới HTML thì mới có JavaScript chứ. Học HTML CSS xong có cần phải học set library không anh, học trực tiếp luôn? Thì cái đó cũng tùy, thì thích thì học Bootstrap cũng được hoặc là Tailwind. Rồi học JavaScript luôn mình được, đâu sao đâu. Anh làm công ty rồ đất nha, Tài, Ngô Minh Tài. Làm sao để đổi được tên trên đầu của Visual Code vậy anh? Chỗ class name của anh ý ạ. Là cái gì? Đổi được tên trên đầu của Visual Code là sao? Không hiểu. Nói không hiểu gì cả. Chào Nguyễn Huy nha. Chào Chí Thanh Đặng. Khóa set vẫn đang giảm thôi em, còn không biết giảm đến bao giờ. Khóa React.js thì có cần phải học qua JavaScript không anh? Hay là mình học theo khóa React thôi ạ? À? Chắc chắn 100% em phải học qua JavaScript. Em vô học React em chả hiểu con mẹ gì luôn đó, nói thiệt. Tụi em nói thật là tụi em chứ kiểu tụi em bị cái thư viện nó làm mù quáng đi. Khi tụi em muốn học một cái thư viện hay một cái framework, tụi em phải có nền tảng cái đã, tụi em mới học được cái mới. Không thể nào bay vô học React mà không học JavaScript được hết á. Không học JavaScript có biết mẹ gì đầu code. Vô đó A cộng B bằng C thì cũng không có hiểu nó hoạt động như thế nào, sao mà code được React được. Lương anh được 40 triệu chưa anh hả? Lương anh thì không có cao đâu, nhưng mà thu nhập thì anh thì hơn 40 triệu đó.
Cái đó là nói xạo á, chứ làm gì tới. Làm đam mê thôi chứ lương gì tầm này. Đúng rồi, trước khi mà tìm hiểu về một cái gì đó thì chúng ta phải tìm hiểu là để học được React thì chúng ta phải để học được React thì chúng ta phải có cái gì, tức là chúng ta phải học những cái gì trước đó, thì chắc chắn chúng ta phải search Google cái từ khóa đó chứ ta, chứ làm sao mà bay vô học React mà cứ bị những người mà không có kiến thức gì, người ta truyền đạt truyền bá tư tưởng là học React không cần học JavaScript, như vậy thì đâu có được. Phải tự mình tìm kiếm trên Google là để học được React thì cần phải học những gì, thì chắc chắn người ta sẽ list, list ra được cái là học JavaScript. Giao diện Visual Code của anh làm như nào vậy ạ? Giao diện anh Visual Code đang có chỉnh gì đâu? À, ý là mấy cái custom này hả? Mấy cái này là mấy cái tùy biến anh chỉnh ở trên YouTube á, anh chỉ hết rồi. Nhà Hùng Coder hướng dẫn tùy biến Visual Code toàn tập anh chỉ ở trên YouTube anh chỉ hết rồi. Không em, anh không có rời thời gian để giới thiệu về bản thân đâu em ơi. Em lên blog Evondev của anh em đọc nha. Nha hạnh hạnh Henry. Em lên blog Evondev của anh .com á, evondev.com em đọc. Thì có mấy thông tin của anh trên đó rồi. Hoặc là em có thể vào Facebook cá nhân của anh á, là Evondev ở trên Facebook á, em đọc đó nha. Chứ anh không có thời gian để đi giới thiệu lại bản thân của anh đâu. Bây giờ nên học functional nha Tài. Anh code giao diện lên bay nữa với anh hả? Giao diện lên bay hả? Để tuần sau đi ha. Anh chia sẻ cách set max width với width phần trăm đi ạ. Anh không hiểu. Hướng HTTP là cái gì anh cũng không hiểu luôn. Đúng rồi, anh cũng cần anh cũng đi copy mà anh cũng nhớ đâu. Bây giờ em kêu anh cần fix Redux hay Redux Saga anh cũng chả nhớ Redux setup như thế nào nữa. Anh cũng phải lên trang chủ của nó anh xem lại document mà. Anh đâu có nhớ đâu. Thì đi làm thì nó quên là chuyện bình thường thôi. À hệ thống thông tin hả? À hệ thống thông tin anh không biết. Anh không biết nó chắc hệ thống thông tin chắc là về bảo mật quá. Lê Quang Minh, hello Lê Quang Minh. Ở đây hết đa số toàn là đa số đang xem live toàn là new byte không à ha, toàn HTML hình như không ai biết JavaScript luôn thì phải. Công ty nói em học thêm Bootstrap để ép lương thì em học đi để ép lương cho em, chứ bây giờ em nhảy công ty khác rồi họ cũng bắt em học Bootstrap thì sao, lúc này em phải nhảy em là nhảy công ty khác nữa à? Thì lúc em học Bootstrap để em học framework vẫn được mà, em học song song vẫn được mà, đâu có sao. Trình độ em biết được nhiều thứ thì em lợi thế cho em thôi, sau này em nhảy thì em cũng có lợi thế thôi. Tại sao là nó vô hỏi yêu cầu em học mà em lại
em phải nhảy việc rồi sau này rồi qua công ty mới rồi bắt học Bootstrap em là nhảy tiếp à? Không em, quan điểm của anh chả có cái nào là vua của mọi ngôn ngữ cả, cái nào kiếm ra tiền tốt thì làm thôi. Cái nào kiếm ra tiền tốt thì cứ học và làm thôi chứ làm gì có vụ vua của mọi ngôn ngữ. Hồi trước Brandon hình như anh thấy hình như là JavaScript không có hướng đối tượng, hướng đối tượng là bên Java rồi. Em chưa hiểu Minwith với Markwith lắm, anh có thể bỏ ra 1 phút giải thích hộ em được không? Chắc chắn là không nha em, chắc chắn là không luôn. Em vào YouTube của anh đi, YouTube của anh hình như anh có làm cái đó rồi. YouTube của anh có video nó mà ta. Rồi. Đây, nè. Video YouTube của anh là có video hướng dẫn là nắm vững Minwith này, Minwith và Markwith cho người mới này. Tại sao em lại không search? Tại sao không vào đây em search này đó? Trên này nó có hết mà. Thì anh đâu có thời gian đâu mà anh livestream mà anh ngồi giải thích cho em được. Bây giờ 100 người như em hỏi bài anh trên này, anh đặt anh đâu có thời gian đâu mà anh trả lời hết cho 100 người trên này được. Tại sao em vào Google hay vào YouTube của anh mà search có hết mà? Thì lập trình mà em, lập trình mà dễ hiểu thì ai cũng giỏi hết rồi. Phải có người giỏi người dở chứ. Khó hiểu thì phải có học để hiểu thôi. Chứ biết sao giờ, hồi xưa lúc đầu ai học chả vậy. Thì em sắp xếp sai vị trí thì nó nhảy lên thôi chứ có gì đâu, tại em chưa nắm được. Anh chia sẻ tư duy học JavaScript nhanh đi anh hả? Tư duy học JavaScript nhanh hả? Anh cũng chả biết nữa. Hồi xưa thì anh cứ học, anh học khóa học mà, anh học khóa học ở trên gì Udemy á. Hoặc anh học trên Udemy á, rồi anh học thôi, một ngày anh học mấy chương đó, hoặc là một ngày anh học mấy tiếng thôi. Cứ học đi học lại rồi làm đi làm lại làm nhiều lần nhớ thôi à. Chứ cũng không có bí kíp gì cả. Đúng rồi, làm nhiều thì có tư duy tốt thôi. Chứ bí kíp chả có bí kíp gì. Có bí kíp thì hay rồi, có bí kíp thì anh sẽ làm thành một khóa học bí kíp luôn rồi. Gặp anh Nguyễn với anh Sơn thấy sao anh? Ok chứ, anh Nguyễn với anh Sơn vui lắm. Ngoài đời vui lắm, nói chuyện, ăn uống, anh em nói chuyện rất là thân thiết ha. Nhưng mà kiểu mình kiểu cái tư duy giống nhau á, nói chuyện nó dễ lắm. À, với lại những người đó giỏi, mình học hỏi được nhiều từ họ. Học ra này có cần tốt toán không? Cần, không cần lắm nhưng mà nếu em tốt thì rất là lợi thế cho em nhé. Tại vì nó liên quan đến thuật toán là cấu trúc dữ liệu á. Anh chia sẻ code tỷ lệ phần trăm facial tính toán CS đi. Anh không hiểu câu hỏi của em lắm. Anh chia sẻ bữa apply anh chưa có làm, anh chưa có dự định làm, anh chỉ mới hỏi tìm chỗ thôi còn chưa dự định làm. Nếu apply khoảng mười mấy 20 người thôi chứ không làm lớn quá. Covid dạo này rất là nguy hiểm nên anh chỉ làm mười mấy 20 người cho vui thôi. Thì sắp tới anh sẽ tìm chỗ để anh làm. Thì ưu tiên cho những bạn học khoa học của anh trước, những bạn học khoa học của anh ở Sài Gòn trước, sau đó mới đến cộng đồng sau. Xin intern hả? Thì xin vào thôi. Anh đi xin việc luôn, nhưng mà phỏng vấn tạch nên là anh mới xin thực tập ở công ty Sutrid Solution. Element trong container nên set width theo phần trăm đúng không anh? Cái này cũng không biết, nó tùy à em. Anh cũng không có một cái case cụ thể nào cả, khi nào là xét phần trăm hay sao cả. Thôi bây giờ anh sẽ vào code thôi. Rồi ở đây mình sẽ có một cái nữa. Mình sẽ có cái nghiệp vụ là như thế này. Ví dụ ha, khi mà chúng ta code HTML á, chúng ta sẽ code là ví dụ như chấm header, chấm header top đi ha, code thư ben á, ví dụ như vậy, và chấm header content, ví dụ như thế này ha, thì chúng ta sẽ code như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ mở file sát lên hoặc là file CS, chúng ta sẽ code là
chấm header. Đó. Chấm header content. Rồi, chấm header top. Đó, như thế này. Đó, tức là khi chúng ta code thuần là như vậy. Còn nếu mà chúng ta code quan sát thì nó sẽ có là chấm header. Rồi, và cái content. Và cái top. Như thế này. Thì cái ở trên này á thì chúng ta sẽ gọi nó là mình sẽ gọi nó là CS thuần ha. Đó, CS thuần. Đó, còn ở dưới này á thì người ta sẽ gọi nó là sắc đúng không? Sẽ gọi nó là sắc. Chỗ này là CSS syntax. Còn chỗ này sẽ là sắc. Như thế này. Đó thì bình thường á thì chúng ta sẽ code HTML xong rồi chúng ta sẽ qua bên CSS chúng ta sẽ code ra những cái class như thế này. Thì có những cái extension nó sẽ hỗ trợ cho việc đó, cho việc nhớ class. Ví dụ cái việc nhớ class đó, đó là extension extension của người ta chứ không phải của mình. Là đâu rồi ta? Rồi. Đây, HTML to CSS, HTML to CSS auto completion. Thì khi mà mình gọi thì nó sẽ gửi class ở bên kia qua, thì đó là cái vấn đề nó gửi rồi. À, rồi. Thì làm sao mình muốn á, mình muốn phát triển một cái extension, tức là mình bôi đen như thế này và mình bấm copy thì lúc qua bên này á nó sẽ ra được cấu trúc như vậy luôn. Thì hiện tại mình đã phát triển được extension đó rồi. Extension đó có tên là evondev / html to CSS class này. Đó thì hiện tại cũng có mọi người đang dùng thì rất là vui ha. Đã có người dùng là vui rồi. Và nó phát triển như thế này. Bôi đen đúng không? Bấm control shift b. Copy CSS class đó. Và qua bên này ha, mình lúc mà mình pass nó ra thì nó sẽ ra cấu trúc như thế này. Là nó sẽ ra cấu trúc là header, header top, header content. Đó. Còn nếu mà mình copy dưới dạng sub, copy sub class đó, thì nó sẽ ra dưới dạng sub như thế này. Thì đó là cái extension mà mình đã phát triển rồi và nó đang chạy rất là ok. Đó. Thì đó là cái mà chúng ta gặp phải đúng không? Tụi em hỏi anh có thời gian trả lời đâu, tại bây giờ anh đang tập trung vào cái like của anh, tức là phân tích cái extension mà anh đã viết và cái vấn đề rồi cái đầu vào của anh như thế nào. Còn những câu hỏi tụi em hỏi á, anh rảnh anh mới trả lời thôi, còn anh không trả lời hết được đâu nha. À, hoặc là không biết có đứa nào để hỏi xem có mấy đứa của anh vô nó hỗ trợ coi. Đó, thì mình sẽ được như thế này. Rồi thì đó là cái vấn đề mà mình muốn làm, tức là làm sao để khi mà mình bôi đen như vậy bấm tổ phím thì nó chuyển qua được. Các bạn có thể các bạn sẽ nghĩ ủa đơn giản mà có gì đâu đúng không, tức là như thế này không có đơn giản đâu, biết rất là nhiều ha. Thì để phát triển được một extension thì ở những cái buổi live lần trước á, thì có hướng dẫn cho một extension rồi. Đó, thì ở đây là extension, cái file của nó như thế này. Đó, nó rất là nhiều đoạn code trong này. Ở trong này mình không giải thích hết cho các bạn được bởi vì các bạn không biết gì về extension trong Visual Code cả. Nếu mà các bạn đang viết thì mình, nếu mà bạn là người đang viết thì ok bạn hiểu, nhưng mà những cái khác thì các bạn sẽ không hiểu. Rồi thì mình sẽ nói cho các bạn ở đây. Ở đây mình không cần này luôn đi ha. Activate ha là một cái function ở trong thằng Visual Code Extension. Nó viết để active cái việc khi mà cài đặt extension á thì nó sẽ chạy vào đây. Đó. Và disposable cái này là một cái tên thôi. Nó chỉ là một cái tên thôi. Mình đặt tên gì cũng được. Visual Code.command.register.command. Đó là nó sẽ đăng ký một cái lệnh vào bên trong extension. Đó là generate CSS class, đây là tên extension này. Đó, cái tên ha. Và class copy là cái tên này. Cái tên này nằm ở đâu? Cái tên này á nó nằm ở trong file package.json. Ở đây mình không có giải thích cho các bạn package.json là cái gì nữa nha. Đó, thì nó sẽ có là activation events là class copy này. Đó, on command tức là trên một cái lệnh là generate class là cái tên extension và class là copy. Đó. Sau đó mình sẽ có command ở trong cái object là contribute. Thì nó sẽ là copy CSS class khi em có demo đó và copy CSS class tương ứng ha, thì nó sẽ class copy, nó phải trùng ở trên này nha, trùng. Đó thì trong cái extension này thì nó sẽ ra đây là generate. Đó thì khi đó mình sẽ gọi cái lệnh là copy CSS class thì nó sẽ chạy vào chỗ này.
em bị tình trạng xem anh code thì theo thì được, nhưng mà khi làm lại thì em không được, bởi vì em mất kiến thức rồi, em không có kiến thức nên em có theo được nhưng mà em không hiểu cho nên em tự làm em không làm được. Rồi vào đây là một cái async function ha, bất đồng bộ thôi. Mình sẽ có là constant là editor. Editor tức là cái editor chúng ta đang code là của Visual Code đó. Đó, thì là Visual Code chấm window chấm active test editor, có nghĩa là cái editor hiện tại chúng ta đang code. Rồi thì mình sẽ kiểm tra điều kiện nếu mà có editor, đúng không? Tức là nếu có Visual Code đang mở thì ở đây chúng ta tạo hai biến là document và selection. Mình sẽ có là selection test sẽ bằng document chấm get test selection. Selection ở đây là cái gì? Selection ở đây chính là cái mà chúng ta bôi đen. Cái chúng ta bôi đen người ta gọi là selection. Rồi mình sẽ tắt cái này, tắt này luôn. Và document chấm get test có nghĩa là khi mà mình bôi đen và bấm Ctrl C, bấm Ctrl C á, đó, thì không phải không bấm Ctrl C mà khi mà mình bôi đen là hết á và chọn được á thì nó sẽ là chỗ này, tức là selection test sẽ là document chấm get test selection, tức là cái đoạn này khi mà mình bôi đen lại thì nó là chính là cái selection test. Rồi làm sao mà mình lấy ra được những cái như là header hay là header top hay là header content ở đây? Thì chúng ta phải dùng một cái regular expression ha. Regular expression, mình sẽ mở cái outline cho các bạn. Regex ha, viết tắt của là regular expression như thế này. Đó. Thì cái này á không phải mình viết, cái này là mình tham khảo trên mạng nha. Ở Stack Overflow là một cái pattern regex á, regular expression là để khớp những cái là class hoặc là class name. Tại sao là class name? Bởi vì ở trong React là class name, còn ở trong HTML thuần á là class. Đó, tức là nó sẽ khớp những cái này. Đây. Thì khi mà mình dùng cái đó mình sẽ có là match class. Mình sẽ lấy một biến là match class, tức là selection test.match class pattern. Thì lúc này nó sẽ trả ra một mảng. Nó sẽ trả ra một mảng như ở đây đi ha, nó như cái đống này đi, mình sẽ để nó vào trong cái outline á. Ví dụ đây như vậy đi ha. Thì cái mà nó kết quả nó ra ở đây á, nó sẽ ra một mảng. Tại vì nó mask tức là nó khớp với cái class bằng này, nó sẽ ra một mảng như thế này. Header. Rồi. Header. Top. Rồi. Header. Content như thế này. Nó ra được một mảng như vậy. Nó ra được một mảng như thế này rồi, đúng không? Thì nó sẽ là đây. Thì lúc này mình sẽ kiểm tra là nếu mà nó tồn tại thì nó if match class. Và mình sẽ lúc này mình sẽ tạo một biến là filter class, tức là mình filter ra những cái class thôi, tức là mình muốn kết quả tiếp theo á, của mình á, là như thế này. Kết quả tiếp theo của mình á, mình muốn á, là nó sẽ ra một mảng khác ha, một mảng khác replay những dấu này, replay dấu nháy đuôi, replay chữ class và class name. Thì lúc này cái mảng sau cùng của mình á, nó sẽ có là header. Header top và header content như thế này thôi, không còn cái chuỗi nữa, mình replay hết luôn rồi. Thì mình dùng map ha, là L tức là element bên trong đó, replay dấu nháy đôi này thành khoảng trừ G, set G có nghĩa là global, tức là chọn nhiều phần tử, class đó bỏ hết luôn. Thì lúc này nó rồi, sau đó mình choi cái chỗ này, hình như mình viết dư nhưng mà kệ đi, choi xong select ra thì chỗ này cũng không cần cũng được. Chỗ này không cần cũng được ha, mình ấn cái này đi luôn. Thì lúc này mình sẽ choi không cần luôn, không cần chỗ này luôn. Thì mình được, lúc này mình sẽ được kết quả như thế này. Sau đó mình dùng map thêm một lần nữa ha, map thêm một lần nữa là lúc này element, lúc này nó sẽ trả về là dấu backtick dấu chấm ha, tức là nó sẽ được như thế này này, nó sẽ được kết quả là một cái mạng tiếp ha. Và lúc này nó sẽ là chấm header. Đó. Rồi chấm header get top. Rồi chấm header content. Đó. Chỗ này nè ha, đó là chấm. Thấy chưa? L và dấu mở mặt đóng mặt, signal tức là xuống hàng. Ha, signal tức là xuống hàng. Hello năm hàng nha. Signal thì nó sẽ xuống hàng. Để làm gì? Để khi đó nó hiện ra ngoài nó được cấu trúc như thế này. Nó được cấu trúc là mình sẽ viết thử cho các bạn đây. Ví dụ như là chấm header. Để mình viết bên trong. Chấm header. Đó, tức là nó được xuống hàng như thế này. Cho các bạn dễ nhìn đó. Đó, kiểu như vậy. Rồi. Thì là chỗ này. Thì lúc này á, mình lại dùng thêm set. Mình dùng set để mình kho, để lấy ra những giá trị unit. Bởi vì có thể nhiều class nó bị trùng nhau. Tức là nhiều class cái tên nó trùng nhau. Giả sử hai cái header thì chúng ta lấy một cái thôi. Thì lúc này mình sẽ dùng set.
ha, để convert nó sang unit. Sau đó mình lại dùng spread operator ở bit trước để convert nó lại array. Sau khi convert nó lại thành một cái array tới một mạng rồi thì mình sẽ dùng là visualcode.env.clipboard.writeTest, tức là mình sẽ lưu vào clipboard, tức là bộ khi mà chúng ta copy đó, thay vì bấm Ctrl C thì mình sẽ dùng cái này visualcode.env.clipboard.writeTest, tức là mình sẽ đưa cái đoạn code này vào đâu, à vào bên trong clipboard, tức là khi mà các bạn copy nó là gọi bộ nhớ đó, mình không biết gọi là clipboard là gì, mình cứ gọi là clipboard thôi. À, rồi sau đó sẽ hiện ra cái chữ là visualcode.window.showInformationMessage copy to clipboard successfully, thì mình demo cho các bạn ở đây nè ha, bộ đen bấm Ctrl Shift B và copy select class đó, thế này là copy to clipboard successfully, và lúc này mình sẽ có cấu trúc như sau đó. Thì đây là cái mà mình phân tích cho các bạn ở đây từ vấn đề này ra đây tới đây tới đây đó. Dễ không, các bạn thấy nó dễ không? Đó, cái extension mà mình viết đó, các bạn có thể là các bạn đang dùng, có một có vài bạn đang dùng đó, mình nghĩ là trong đây chắc cũng có người dùng, hoặc là những người đang support cho mình là đang dùng, là convert cái HTML sang CSS class đó. Hồi anh phỏng vấn Sutrick, ai phỏng vấn hả? À, chị Thư manager nha, nhưng mà chị Thư nghỉ lâu rồi. Thì các bạn thấy rất lớn, ý tưởng rất là đơn giản nhưng mà viết code vô cùng không không có khó lắm khi mà convert sang CSS như vậy. Ha, tức là ý tưởng mình khởi có ý tưởng ha, rồi còn cái việc code đó thì chúng ta có thể làm được nhưng mà hơi lâu thôi, hơi lâu thôi, tại vì chúng ta phải phân tích rồi chúng ta research trên mạng nữa, mấy cái pattern như vậy đó, thì chúng ta sẽ phân tích được như thế này, qua đây và cuối cùng chúng ta được cấu trúc là như thế này. À, khóa học React.js sắp tới có TypeScript không anh? Có nha, anh có dạy ở trong khóa học React.js luôn chứ anh không có tách ra, nên em yên tâm nhé. Nên anh dạy rất là nhiều nên là khóa đó rẻ mà, anh dạy nhiều thứ trong đó lắm nên là anh không có tách ra, anh dạy chung hết luôn. Đó thì như vậy là chúng ta đã viết được cái chức năng đó. Ở đây mình chỉ nói lại thôi. Mình chỉ nói lại thôi. Không em. Hồi đó anh đâu có làm ở đó đâu, anh thực tập mà, anh có biết ai đâu, anh đâu quan tâm đâu. Hồi thực tập mệt muốn chết. Bên sát nên muốn format kiểu chấm header, chấm header top. Bên sát viết vậy làm cái gì? Nếu mà bên sát anh lại viết đi như vậy. Nếu mà bên sát ai lại đi viết như thế này bao giờ? Không phải là ai ai lại biết như vậy mà không nên. Tại vì chúng ta học sách là ví dụ top đi ha. Chấm header gạch top đi. Đó. Thì tại sao chúng ta không biết là và cái top cho nó khỏe? Tại sao em lại biết như vậy cho nó cực vậy ta? Khi nào ra khóa TypeScript nha anh? Khóa TypeScript anh dạy ở trong khóa học React luôn rồi, chứ anh không có dạy riêng. Nó nằm trong khóa học React luôn cho nên là anh không có làm riêng nha. Nếu mà sau này anh có làm riêng thì anh sẽ làm ở YouTube. Đó. Thì cái vấn đề anh mới nói khi nãy á, là xong ha, tức là về CSS thuần thì code như vậy thôi. Nhưng mà ở cái extension á, mình lại viết thêm một cái nữa là else ở đây. À, tại sao lúc này là mình không có là dùng class pattern? À, bởi vì đôi khi có một số người á, họ sẽ không copy hết như thế này mà họ chỉ copy đoạn này thôi. Đó thì lúc này á, nó không có khớp với lại cái pattern, tức là cái regular expression ở trên này. Đó. Thì lúc này điều kiện nó khác, tức là else, tức là ngược lại. Đó, mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Copy set class thì lúc này mình chỉ có là header cái content thôi, ví dụ như vậy. Thì đó là mình viết thêm một trường hợp là người ta không thích copy hết mà người ta chỉ copy một đoạn chuỗi nào đó thôi. Đó, dù người ta muốn copy một đoạn chuỗi nào như thế này. Đó, như thế này thôi. Thì lúc này mình sẽ có class là header top. Vậy đôi bởi vì đôi khi á người ta không copy hết, hiểu không? Thì người ta chỉ copy một đoạn vậy thôi thì sẽ được như vậy. Đó thì cái việc mà convert sang CSS class á, nó rất là đơn giản, không có gì khó cả. Cái khó ở đây là cái sát. Cái sát nó mới khó. Cái sát là sao? Bởi vì ở đây chúng ta sẽ có header, header top, header content, nhưng mà bên trong nó lỡ nó có một cái class khác nữa, chấm list. Đúng không? Rồi, chấm container. Rồi, chấm wrapper. Rồi chấm list.
item. Và ví dụ như vậy, nó có như vậy thì rất là cực. Vấn đề đây này, làm sao chúng ta xác định được là nó sẽ là nằm bên trong cái header này? Cái này mới là khó, tại lại sự tại sao làm mình code làm sao để nó biết được là đó là nó sẽ có header, và bên trong header nó sẽ có hai cái, nó sẽ có hai class tiếp theo sẽ là header top và header content, để làm gì? Để ra được cái cấu trúc như thế này đó, và cấu trúc như thế này đó. Và làm sao nó biết được là thằng list container wrapper này nó nằm ở ngoài header, để cho nó ra được cấu trúc là chấm list chấm container chấm wrapper đó. Thì cái việc làm CSS thuần, tức là từ HTML thuần á, xin lỗi các bạn, từ cấu trúc HTML mà chuyển qua CSS class á, nó rất là đơn giản. À, nó rất là đơn giản luôn. Cái chỗ này là đó, thì các cái nãy mình làm thì rất là đơn giản, nó không có gì khó cả. Nhưng mà lúc mà làm cái convert từ HTML mà sang SAS á, là nó tốn của mình rất là nhiều thời gian. Thì mình sẽ phân tích lại cho các bạn thấy. Đôi khi mình giải thích lại mình còn không hiểu nữa, à, sao mình lại code như vậy. Rồi ở đây mình sẽ đăng ký một cái command là sát class copy, à, mình ở trong package JSON mình cũng vậy, sát class copy, và tiêu đề của nó sẽ là copy sát class. Các bạn sẽ thấy ở đây khi mình bôi đen vào, mình bấm Ctrl Shift B, mình gọi copy sát class à, thì đó là một cái command mình tạo trong package JSON của extension. Khi các bạn cài thì sẽ có những cái lệnh đó. Rồi quay lại cái nghiệp vụ của mình là nó rất là khó, khó ở đây ha. Rồi những cái đoạn code ở phía trên nó tương tự nhau, không khác gì cả, chỗ này y hệt luôn đó. Work.mask class pattern đúng không, class name, rồi filter class name, chức năng ở trên kia luôn. Nhưng ở đây á, nó lại bắt đầu chỗ này, chỗ này chỗ đi nó sẽ khác một chút. Tại sao ở đây lại có item.list.length lớn hơn 1? Nếu lớn hơn 1 thì item.split ngược lại là item. Đấy, thì lúc này nó sẽ khó này. Nó sẽ khó là bởi vì sao? Lúc này á, khi mà mình bôi đen lại đúng không? Sẽ có một vài trường hợp người ta sẽ bôi đen như thế này, header. Cái đặt container đi đó. Và người ta bôi đen cái đoạn này thôi. Khi người ta bôi đen cái đoạn này thôi á, thì hai thằng này ha, hai thằng này này đó, nó nằm chung một chỗ, tức là nó sẽ là một mảng như thế này, tức là một mảng chỉ có một phần tử thôi, và phần tử này nó lại có hai 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 cái class là header gạch top và header container, và nó ngăn cách nhau bởi dấu khoảng trắng đó. Thì lúc này cái này á, thì cái mà lúc mà kết quả mà chúng ta muốn cuối cùng á, nó sẽ là chấm header đúng không? Rồi trong này là và cái gạch top, rồi và cái gạch container đó, thì đó là cái mà mình muốn. Nhưng mà làm sao mình biết được đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ thấy ở đây mình viết một cái là mình sẽ dùng cái class đây, tức là lấy ra những cái khớp với class đó, sau đó mình sẽ dùng map duyệt qua từng phần tử trong đó và mình kiểm tra. Nếu một phần tử trong đó select là từ khoảng trắng này, tức là mình select khoảng trắng ra này, thì chấm len lớn hơn một, tức là ở đây sẽ có hai phần tử đúng không? Mình select ra khoảng trắng thì sẽ có hai phần tử, hai phần tử thì nó sẽ lớn hơn một rồi, nó len của nó lớn hơn một, thì lúc này mình sẽ có là item.select, tức là mạng trong mạng đó. Để mình sẽ nói vấn đề thực cụ thể ở đây. Ví dụ như ở đây đi ha, mình lúc này mình sẽ được kết quả là gì? Mình sẽ được kết quả là một cái mạng, mạng này sẽ có là header này, rồi bên trong cái này lại có một cái mạng nữa là header top, rồi header container đó, như vậy. Rồi lại đây là nơi có một cái là header. Đó là lúc này là mạng trong mạng, nó rất là khó xử lý ha. Mạng đây là một giá trị này, rồi đây là một mạng khác ở bên trong mạng này, rồi đây là một cái chuỗi khác nữa đó, thì các bạn sẽ thấy đây. Rồi sau đó mình dùng float infinity, float là một cái phương thức ở trong array để float tên cái mạng ra, tức là làm phẳng nó ra hết luôn, tức là ra ngoài bình thường. Ví dụ như thế này, ví dụ mình có một mạng là 1, 2, 3, rồi mình có một cái mạng tiếp 4, rồi mình có một cái mạng nữa 5, 6, rồi một cái mạng nữa, một cái mạng nữa 7,8, ví dụ như vậy đi. Và cái mình muốn cuối cùng sau này á, nó sẽ ra một cái mạng thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thôi. Thì lúc này mình có thể dùng reduce hoặc là dùng flatten, cái này mình nói thì mình sẽ dùng là ví dụ cái array này là constant array đi ha, bằng cái này đi ha, thì mình sẽ có là constant result sẽ bằng array chấm float truyền vào là infinity đó. Thì lúc này mình sẽ được kết quả như ở trên, 1 2 3 4 5 6 7 8 như thế này đó. Thì cái chỗ này mình muốn á, là khi dùng cái trên á, thì khi mà dùng cái chỗ
flat này, infinity này, thì nó sẽ ra được kết quả là, nó sẽ ra được kết quả dưới này là header, rồi chấm header gạch top ha. Chỗ này là khi nãy mình select rồi đúng không? À, mình xin sai ha. Rồi chỗ này sẽ là header container, chỗ này sẽ là header container. Đó, thì đây là kết quả mà mình muốn này. À, tới đây tức là chưa xong đâu nha, tới đây chỉ là cái tiền đề khúc đầu thôi, tức là mình flatten array nó ra được một cái đống như vậy. À, Phương Nguyên hả? Ở Git hả? Trong khóa học của anh không có dạy Git nha. Git là một cái kiến thức khác nên là anh không chưa có dạy nha. À, bao nhiêu chương trong khóa học React hả? Chắc tầm 20 chương nha Phạm Anh Đông. Ok, khi nào anh Lan sẽ viết group ha. Group template để build ra những cái code nhanh giống như là giao diện của anh, mấy khóa học nâng cao của anh á. Thì bữa nay anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách viết sau ha. Mọi người vẫn đang xem không? Có thấy cái vấn đề mình gặp nó rối không? Alo. Thấy viết một cái extension như vậy khi mà các bạn dùng thấy nó rất là ok, nhưng mà viết đằng sau nó rất là nhiều nên các bạn thấy là không có dễ chút nào ha. Buổi live hôm nay thì người xem ít hơn, bởi vì đa số mình thấy các bạn thích về HTML và CSS nhiều hơn, hoặc là chia sẻ những kiến thức đi làm, đi phỏng vấn, đi thử việc các kiểu. Còn những cái kiến thức về JavaScript hay là React mình thấy thì ít người coi hơn. Mỗi lần mình live về những cái chủ đề như vậy thì mình thấy rất ít người xem. Nhưng mà đó là những cái rất là bất lợi cho các bạn, bởi vì các bạn coi để các bạn nên học hỏi từ người khác về cái vấn đề là học JavaScript, tức là cách viết JavaScript từ người ta, rồi cách phân tích vấn đề, rồi xử lý vấn đề từ họ. Thì về JavaScript hay React á, những cái đó rất là hay mà mình thấy rất là ít người newbie rất là thích, ít thích. Thế newbie toàn tập thích những cái về chia sẻ đi làm rồi thực tập rồi xin việc như thế nào rồi HTML CSS không à. Hình như có mũi Nhật Bùi trả lời hay là mấy người khác không hiểu hả? Chắc là khó quá. Rồi mình lại tiếp tục thôi. Lúc này mình sẽ được kết quả ở đây. Ủa, apply hết rồi hả ta? Không thấy ai hỏi gì ta? Hay là khó quá? Ủa, off hết rồi ta? Thôi mình tắt livestream nha. Bye bye mọi người, đâu có ai xem đâu. Anh đang dùng phong à, SS Mono Ligature nha. Dùng Flat Infinity thì làm phẳng bao nhiêu array cũng đúng rồi. Em nghĩ anh nên có một flow từ đầu thì dễ theo dõi hơn. Từ đầu anh đã nói rồi mà. Em không coi à? Em không coi từ đầu à? Hay em coi giữa video rồi? Bây giờ kiến thức JavaScript mà. Bây giờ nói từ đầu là nó như thế nào? Anh phải dạy lại hết tất cả cho các bạn kiến thức JavaScript cơ bản à? Đó, thì anh nói vậy thôi, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì thôi. Bởi vì cái này là cần JavaScript rồi, cần kiến thức JavaScript rồi. Nên là cũng không, nếu mà anh nói một flow từ đầu mấy bạn cũng chả hiểu đâu. Đó, nên là anh nói tiếp tục nói thôi. Nhưng bạn nào có kiến thức JavaScript rồi thì sẽ ok hơn. Nói chung bạn học hỏi được cái gì thì học hỏi, còn ai không học hỏi được thôi, chứ biết sao giờ.
anh đâu làm hài lòng hết được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào. Ở đây mình sẽ có own class thì nó sẽ là flat rồi đúng không? Sau đó mình sẽ dùng set để convert sang unit, unit tức là những class không bị trùng nhau. Sau đó mình lại spread operator lại một lần nữa thì nó sẽ ra được unit class ở đây. Sau đó mình tạo một biến là generate class bằng unit class .map, map để trả ra cấu trúc là chấm chấm cái class đó và có dấu mở ngoặc đóng ngoặc như thế này. Đúng rồi, thì anh đâu có cái line này đâu có dạy cho newbie đâu. Thì lúc này mình sẽ dùng map ha, mình dùng sẽ dùng set để lấy ra unit cái đã, thì đây không có những cái nào trùng nhau cả này không sao, thì nó vẫn vậy. Rồi mình sẽ dùng map để ra được cấu trúc như thế này, đây chấm item mở ngoặc đóng ngoặc đấy. Thì bữa giờ livestream cho newbie nhiều rồi mà, thì phải có livestream cho những người nâng cao hơn một chút nữa chứ, thì những người nâng cao họ sẽ học được kiến thức mới thôi. Thì mấy bạn không hiểu thì mấy bạn phải làm gì, à mấy bạn phải có cái động lực để mấy bạn học, để làm gì, để sau này mấy bạn đọc vào mấy bạn hiểu đúng không, và lúc đó mấy bạn sẽ học hỏi được những cái mới chứ, chẳng lẽ vẫn là newbie muôn đời sao, không muốn giỏi lên à, đúng không? Đó, hồi trước mình cũng phải thêm đọc code để tinh thần có hiểu gì đâu, và sau này mình đọc dần dần rồi mình cải thiện từ từ. Đọc code người khác cũng là một cách học mà, chứ đâu phải học kiến thức là một cách học hay đâu, cũng phải đọc code, người khác cũng học được nhiều cái hay lắm. Đó thì lúc này mình dùng map item dùng map trong JavaScript item đó, mở ngoặc đóng nhỏ lại, thì lúc này anh sẽ được kết quả ở chỗ này. Chỗ này nó sẽ ra kết quả là một cái mảng một cái mảng đây ha. Một cái mạng ở đây là đây. Đó. Rồi. À anh thiếu dấu chấm ha. Dấu chấm ở phía trước. Tại vì trước đây lúc mà viết cái extension này cũng mất thời gian rất là dài. Mà như cả tuần thì phải. Bắt đầu tới cái đoạn là mình cũng không hiểu luôn rồi này. Lâu lâu like cho người nâng cao tí, rồi bữa sau like lại cho người newbie. Cốt giao diện các kiểu. Phải có lúc này lúc kia chứ hả. Đó, hay lúc này mình sẽ được cấu trúc như thế này. Thì cái này chuyển qua CSS thì nó khỏe, nhưng mà chuyển qua SAS thì rất là cực. Rồi, sau đó mình sẽ dùng là Visual Code.in, Clipboard.writeTest, Convert to SAS. Và mình truyền cái mạng nó vào, đây là một cái mạng, một cái mạng kết quả đây nè. Lúc này mình sẽ viết một cái function. Function Convert to SAS. Mình sẽ truyền cái array vào đây. Nó sẽ xử lý ở trong này. Rồi cái function này mới bắt đầu là ác mộng. Bây giờ mình viết xong rồi, nhưng mà bây giờ mình đọc lại mình cũng không hiểu mình tại sao mình lại viết như vậy. Bây giờ mình sẽ cố gắng giải thích lại cho các bạn và giải thích lại cho mình luôn. Nói chung mình mò thêm ha, cho nó vui. Mấy bạn nếu bạn thì cứ hỏi đi. Mình khi nào mình có mời mấy bạn support của mình hỗ trợ cho mình đó. Mấy đồ đệ của mình đó, mình training rồi dạy rồi trong đó thì vào hỗ trợ cho các bạn, nếu các bạn hỏi thì sẽ có nhiều người trả lời cho các bạn đó, ha. Đó là newbie hỏi, còn những người nâng cao thì chắc cũng biết rồi. Thì đây là một cái function. Function này nó sẽ truyền vào một cái mảng, tức là content là một cái mảng khi nãy. Nó sẽ convert sang SAS. Và bên trong này nó lại là một cái ác mộng ở trong này. Lúc đầu á là anh dùng cái tsconfig.json là exec nó cảnh báo là không cho dùng cái phương thức flat này, cho nên á anh convert nó sang là esnet rồi. Tsconfig.json là esnet, nó không có lỗi nữa. Tại lúc đầu nó báo lỗi cho nên anh dùng là sne để nó không bị báo lỗi. Tại nó cái flat nó không cho dùng. Anh dùng sne để làm gì? Sne để tức là nó kiểu là cái biến này á là bất kỳ, tức là khi dùng array class này. Đó, flat infinity, tức là cái phương thức này là any, tức là kiểu gì cũng được hết. Trong TypeScript thì any là người ta hạn chế dùng, tại vì anh không tìm được cái nào hết á, nên anh dùng add any để cho nó khỏi lỗi thôi, hiểu chưa? Đó. Giống như là thay là any vậy đó. Thì thường là khi dùng thay any thì không có tốt, bởi vì dùng thay any thì nó sẽ không có tốt, tại vì chúng ta không biết được kiểu dữ liệu chính xác của nó là gì cả. Ở đây anh không có nắm rõ cái kiểu dữ liệu khi mà dùng cái flat này, nên anh dùng add any để nó khỏi báo lỗi ha. Rồi anh sẽ quay lên cái vấn đề là SAS function. Cái này anh viết hình như cả tuần thì phải.
anh viết rất là nhiều ở trong này để xử lý được cái vấn đề SAT đó. CSS thì rất là dễ nhưng mà SAT thì rất là khó. Giống như là mình nói cho các bạn nghe đó, là làm sao để nó convert sang được cấu trúc mà chúng ta muốn là cấu trúc này. Đó, làm sao để nó cần vào sao được cấu trúc như thế này thì rất là mệt và nó là một cái cực hình. Hình như mình viết cả tuần luôn mới xong được những cái chức năng ở trong này. Đó. Thì mình sẽ phân tích sơ cho vui thôi. Rồi chập nữa mình sẽ ngồi lại và mình sẽ chia sẻ những kiến thức cho các bạn hỏi, các bạn new buy á, các bạn hỏi rồi mình sẽ trả lời cho. Chứ cái nói cái này mình chắc chắn là các bạn không hiểu đâu. Bản thân mình chính mình á mình còn không hiểu nữa mà. Mình viết xong bây giờ mình đọc lại mình còn không hiểu mình viết cái gì nữa. Rồi ở đây á, mình sẽ hai biến, một biến là filter class, một biến order class. Mình chả biết tạo hai biến này để làm gì, mình cứ đặt vậy thôi, hồi đó mình không biết. Rồi sau đó mình dùng let index bằng 0, index nhỏ hơn content.len và index cộng cộng. Thì content ở đây là một cái mảng ha, một cái mảng string. Các bạn sẽ thấy đây này, là cái này này, cái đống này này, để dưới này cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, nó là cái đống này. Đó, nó là cái đống này nè. À, để nó xuống như này. Không có format được ta. Dở ghê. Đó, thì nó sẽ là cái đống này. Thì mình sẽ lấy index bằng 0, index nhỏ hơn content.len, tức là cái mạng này. Và index cộng cộng, và for loop bình thường thôi. Rồi element và content index là tức là sẽ tương ứng element là cái này. Là một cái này, là gọi là element. Element và element. À, như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ viết một cái function là regex index of element. Và mình truyền vào element và regex. À, cái đoạn này là mình làm gì? Bắt đầu lú rồi này. Bắt đầu lú rồi. Bấm vào cái function này mình cũng nghiên cứu và biết ở trên mạng. String.substring tại vị trí 0. Thì ở đây mình không có truyền vào. Thì nó sẽ là 0. À, thì nó sẽ nói hình như mình nhớ là substring là cắt chuỗi đúng không? Là ngay vị trí 0 là cắt hết luôn, cắt cái đống chữ đó luôn. Và chấm sợt regex, cái regex mình truyền vào á, là nó có ok hay không, thì nó cái chấm sợt thì nó sẽ ra cái gì ta, các bạn nhớ không ta, chấm sợt nó sẽ ra cái gì biết không, chấm sợt nó sẽ ra cái gì, thôi mình sợt cho rồi mình cũng chả nhớ luôn, theo các bạn theo mình lú rồi. Search đó, phải search thôi. Chấm search regex. À, trả về index hả? Cảm ơn Lê Chánh Nhật nha. Trả về index. Rồi ok. Thì chỗ này nó sẽ trả về index là vị trí đúng không? Vị trí của cái chữ đó. Rồi ok. Cảm ơn rất là nhiều. Thì cái index of này nó sẽ trả về vị trí ha, trả về vị trí của cái element đó. Vậy thì là cái string mình truyền vào. Ví dụ ở đây là nó là cái thằng này. Mình sẽ kéo qua hai bên cho các bạn dễ nhìn. Ở đây ha. Thì cái element của mình đây là header ha, truyền vào đây. Thì substring 0 thì nó sẽ lấy hết. Chấm search regex, regex ở đây mình truyền vào là cái gì? Là cái đống này, tức là ở đây là gì ta? Cái này là phủ định, tức là không phải bắt đầu bằng az đúng không? À, không phải bắt đầu bằng dấu chấm az hoặc là thẳng trắng. À, thì nó sẽ tra ra vị trí là index đó. À, nếu mà lớn hơn không, nói thật chỗ này mình biết cái gì cũng hiểu luôn đó rồi. Nếu mà index lớn hơn không, lớn hơn bằng không thì mình sẽ tra index cộng cho start. Lúc này start mình không có truyền vào thì nó sẽ là cộng cho không, thì nó vẫn là index out thôi đúng không? Còn nếu ngược lại thì nó vẫn trả về index out. Ở đây mình không hề truyền vào, không hề truyền vào cái vị trí luôn. Thì lúc này khi nào nó cũng trả về index of cả. Vì cộng cho không thì vẫn là không thôi. Đúng không? Thì nó sẽ luôn trả về index of. Anh dạy trực tiếp không anh hả? Anh chưa có dự định mở lại nữa. Hồi trước đây anh có dạy apply đó. Nhưng mà dạo này anh bệnh quá anh chưa có dịp mở lại. Để khi nào anh có mở lại thì anh sẽ đăng lên Facebook nha. Đó. Index of thì nó sẽ trả về index of của cái element đó. Đúng không? Element mask với lại cái regex đó. Rồi. Ok, thì mình sẽ console log nó ra đây ha.
mình sẽ cancel lock nó ra đây luôn để mình xem thử là nó trả ra cái gì, và mình sẽ chạy cái extension này, mình debug nó ở ra extension này thì nó sẽ debug để mình xem thử là nó ra kết quả là gì. Đây ha, mình có một cái test ở đây. Ok, thì mình sẽ có ở bên này là cấu trúc của nó. Mình có cấu trúc này đi ha, làm cho nó đồng bộ, cho nó dễ, cho nó dễ như thế này, mình sẽ được như thế này. Rồi khi mà mình bôi đen cái đống này, bấm Ctrl Shift B và mình gõ vào copy sát class. Rồi ấy, mình bấm nhầm ha. Còn bên này mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ bấm vào debug console. Cảm ơn em nhé. Em hay quá, anh giờ anh cũng chả nhớ anh viết cái gì nữa. Thì nó sẽ trả lời index of, index of là trừ một này, trừ một, và index of đây là 7 7 7 7. Thì của mình nó sẽ có là header, header top, header content đúng không? Header index of. Không, như lúc này nó đã convert sang dưới dạng cấu trúc như thế này rồi. Nó cấu trúc như thế này rồi. Không phải dấu chấm mà, không phải dấu chấm, nhưng mà đây nó lại có dấu chấm rồi. Lúc này nó sẽ là chữ H đúng không? Chữ H đầu tiên. Thì nó sẽ là trừ 1. Tại sao lại là trừ 1 nhỉ? Nó có 3 cái. Nó có 3 cái đúng không? Nó có 3 cái thì nó sẽ, tại sao cái đầu tiên nó là trừ 1? Hai cái sau nó lại ra 7 ta. À mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Tức là không phải dấu chấm, cũng không phải là đến Z, cũng không phải còn trắng. Thì cái đầu tiên nó sẽ không, nó sẽ là đâu đâu đâu. Cộng. À không phải dấu mở ngoặc đóng ngoặc luôn. Không phải dấu mở ngoặc đóng ngoặc luôn. Thì lúc rồi, lúc đầu nó thì nó sẽ ra cái gì? Thì cái thằng header. Thằng header nó sẽ không ra cái gì cả, thì lúc này nó sẽ ra trừ 1 là đúng rồi. Nhưng thằng này nó có này, thằng này nó sẽ có dấu gạch dưới này, đó, dấu gạch dưới, tức là nó tìm thấy là đây là 0 1 2 3 4 5 6 7, đúng rồi, nó là 7 đúng không, nó là 7, tức là dấu gạch dưới là 7 và header content lúc này là 7 đó. Thì lúc này mình sẽ ra là 1 trừ 1 và 7 là đúng rồi. Thì lúc này sẽ ra được cái index, nó sẽ ra được cái index đó. Thì cái đoạn này á, lúc đó mình viết nó để làm gì? Đoạn này để lấy ra được cái ký tự, không phải là dấu chấm, không phải là ký tự A đến Z, không phải là dấu ngoặc nhọn, mở ngoặc nhọn, mà là dấu gạch dưới hoặc là dấu gạch ngang. Thì cái đó người ta gọi là gì? Cái đó là, cái đó người ta gọi là refactor. À, cái refactor để làm gì? Để mình xác định được là mình sẽ có class là sẽ là header gạch top, hay là header gạch content, hay là header gạch ngang, hay là header gạch dưới. Đó. À, mình viết ở đó là như vậy ha. À. Rồi, khi mà mình lấy được cái index rồi, ví dụ cách hồi nãy mình nói header đi, thì index của nó là -1. À. Thì lúc này refactor của mình sẽ có là element.select, select cái tự này ha. À, thì mình sẽ viết nó ra đây, mình sẽ dừng cái đã cho đỡ rối ha. Ở bắt đầu lú lú rồi. À, mình sẽ có, mình sẽ phân tích một cái trước, ở đây là chấm header, thì cái này nó trả ra là -1 đúng không, index of của nó là -1, index of của nó là -1, bởi vì nó không tìm thấy cái nào thỏa mãn điều kiện cả, bởi vì cái regex của mình á là nó là cái này. À, nó là cái này. Đó, cho nên là nó là không phải dấu chấm, không phải anh z, không phải khoảng trắng, không phải là dấu ngoặc đóng ngoặc, thì ở đây nó không có cái nào hết, thì nó ra -1. Rồi tiếp tục mình coi bên này, mình sẽ có element ha, tức là element header đó chấm split, thì lúc này nó sẽ ra kết quả split, sau khi split đúng không, tức là split thì nó sẽ có kết quả là, sorry các bạn new bar nha, nếu các bạn không hiểu thì thông cảm nha, buổi này live mình live phân tích về cái extension thôi, nó hơi khó một chút. Và mình phân tích lại cái mình code thôi, thì mình sẽ là có là mình sẽ ra một cái mảng chấm đúng không, chấm h, xin lỗi các bạn, h đó, nó sẽ ra một cái như thế này. Rồi sau đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ supply ha, tức là vị trí đó, regex index và 2.
thì lúc này nó sẽ là trừ một, slide trừ một cho đến hai, à, chấm slide. Cái này ra kết quả là gì anh em nhỉ? Ôi không nhớ luôn, gà thiệt. Đưa vào đây thêm, nó sẽ ra là dấu mặt, mặt nhọn như thế này, mặt nhọn như thế này đúng không? HE header à, trừ một, trừ một là ở sau này đúng không? Trừ một là ra tới, trừ một là ở đây đúng rồi, tên hai là tới đây, là nó lấy cái này, nó sẽ lấy được cái dấu mặt nhọn đóng lại đúng không? À, đâu có phải mình nhầm hả? À, đúng rồi, tại vì nếu mà lớn hơn bằng không thì trả ra index of, nhưng mà khi nãy nó ra trừ một thì nó sẽ trả là, à, đúng rồi, nó sẽ trả là trừ một đúng rồi, trừ một, trừ một, trừ một và bảy, bảy thì cái header đó nó sẽ lấy được cái dấu mặt đóng như thế này, sau đó nó lại choi lại ha, nó sẽ lại choi lại dấu kia lại. À, thì mình sẽ làm như thế này, choi lại thì lúc này mình sẽ được cái dấu này, có cái dấu này vào, có cái dấu này vào. À, bữa nay like vậy thôi cho vui thôi, chứ bữa sau like cái khác, chứ lại này mấy bạn nếu bài không thích lắm ha. Bữa nào mình đúng rồi đó, thì mình sẽ được kết quả như thế này rồi. Mình sẽ được kết quả như thế này thì mình sẽ kiểm tra, nếu mà refresher không include dấu gạch ngang và cũng không include dấu gạch dưới, tức là nó không có phải là dấu gạch ngang hay là gạch dưới, thì lúc này refresher nó sẽ là bằng rỗng. À, reverser lúc này không phải là dấu mắt, mà là lúc này kết quả lúc bây giờ lúc này sẽ là rộng, tại vì nó không có include hai cái này, không có include gạch ngang và không có include gạch dưới, tức là không có chứa, không có chứa thì lúc này kết quả của mình trả về cuối cùng nó sẽ là empty. Đó, tức là reverser, à, reverser bằng empty cho cái trường hợp header này. À, ok Nhật nha, code giao diện đi cũng chán ha. Ok, anh em lú theo cho vui đúng không? À, refresher lúc này nó sẽ được như vậy, nó sẽ được rộng. Rồi xuống đây bắt đầu mình đặt lại một cái tên là new string. Lúc này mình đặt cái tên là bậy bạ thôi, tại vì mình không biết là lúc đó mình đặt tên như thế nào cho convention cả, tại lúc này mình chỉ muốn là giải quyết được vấn đề thôi. Mình đặt một cái new string, các bạn không quan tâm chỗ này. Mình lại dùng tiếp một cái function là split at first base, mình trình vào element và refresher. Thì trường hợp header của mình á là refresher đang là empty, và element lúc này nó là header đúng không? Element lúc này nó là header, refresher là động, và element lúc này nó là bằng cái gì? Chấm header. Rồi, thì mình sẽ phân tích cái phần thành này. Split at first base. Nó bắt đầu vô đây, bắt đầu lú nữa. Tức là nếu không truyền vào string thì trả về empty array, nhưng mà ở đây mình có thì nó sẽ không chạy ở đây, nó sẽ chạy vào đây. Mình sẽ tạo một biến là y bằng string.index of prefixer. Rồi string.index of prefixer tức là cái element này. À, tức là cái chỗ này, cái chấm header này, à, chính index of đó, thì index of này là empty thì nó sẽ là không, tức là cái đầu tiên, à, index of chấm h là một này, chấm là không này, empty cũng là không luôn đó, thì index of lúc này nó sẽ trả về là không, à, y lúc này sẽ là không trong trường hợp này, à, trong trường hợp header. Đó là mình sẽ có y là bằng 0. Đó, y bằng 0. À, em có thể bỏ qua học HTML luôn cũng được nha. Theo quan điểm của anh là vậy. Nhưng mà nếu mà em có kiến thức về nền tảng HTML, xin lỗi các bạn, xin lỗi em, nếu mà em có nền tảng về CSS và C cộng cộng thì sau này em học những cái về JavaScript nó khỏe hơn. Nhưng mà không sao cả, mọi thứ đều luyện được. Nói chung C cộng cộng anh cũng đâu biết gì đâu. Rồi mình sẽ kiểm tra lúc này y lớn không, à y lúc này không lớn hơn không, thì lúc này nó trả về một cái mảng và truyền cái string vào đó, à, à string vào đó, thì lúc này nó sẽ trả ra kết quả là một cái mảng chấm header như thế này, à, nó chỉ trả về như vậy thôi, đó, rồi thì lúc này nó sẽ trả về một cái mảng như vậy, thì lúc này new string là như vậy. Thì lúc này cái mạng này chỉ có một phần tử thôi đúng không? Nó chỉ có một phần tử thôi là như vậy.
và mình kiểm tra nó include cái dấu ngoặc ngoặc nhọn hay không. Nhưng mà đây là phủ định, tức là không có include. Thì lúc này không include đúng không? Nhưng mà đây nó lại có mà, nó có tức có nghĩa là nó không chạy vào đây. Nó chạy xuống như này. Lúc này nó include. Thì lúc này mình sẽ có một cái điều kiện nữa. Mình sẽ kiểm tra phần tử tiếp theo ở trong mạng. Phần tử tiếp theo ở trong mạng. Thì giờ phần tử tiếp theo trong mạng là header top và header content này. Là cái đống này, tức là next và reverse này. Đó, các bạn chỉ cần quan tâm là như vậy. Thì next á, thì nếu có á, thì nó sẽ replay. Tức là thằng này nó sẽ replay ha, tức là thằng kế tiếp ở trong mạng. Thằng next này. Thì nó sẽ có cái đoạn code này. Nếu mà có nha, nếu mà có này thì mình sẽ có đoạn này. Đó, thì lúc này next sẽ có cái gì? Nó sẽ replay dấu chấm bằng dấu empty, thì lúc này mình sẽ có là header x header top. Rồi, tiếp tục thêm một lần nữa. Next lúc này nó sẽ có gì? Replay hết khoảng trắng luôn, select s. Ở đây không có khoảng trắng nào cả. Cho nên là không sao cả, bình thường. Rồi tiếp tục, nó sẽ replay dấu kia bằng dấu empty, thì lúc này mình sẽ có là header get top thôi, không có dấu, không còn cái dấu mặt đóng mở ngoặc nữa, tại vì nên replay luôn rồi. Thì lúc này chỉ còn header top thôi. Đó, đó là next. Còn reverse là cái trước đó ha, tức là cái đầu tiên. Không phải cái đầu tiên mà cái trước đó. Cái trước đó không phải là cái không phải là cái reverse, mình xin lỗi các bạn, là cái đầu tiên là cái thế này, đi string không á, tức là cái này này. String không lúc này là header. Là cái reverse. Next bằng header top. Đó, string không tức là đây, nó sẽ có cái này. Sẽ copy nó ra nha. Reverse là cái thế này ha. Rồi, nếu mà có thì reverse chấm replay dấu chấm. Rồi, y chang ở trên kia luôn. Y chang trên này luôn, tức là đoạn này luôn. Đó, thì lúc này mình sẽ có là reverse, lúc này sẽ có là bỏ luôn cái dấu chấm khoảng trắng và cái dấu mắc luôn, thì lúc này mình sẽ còn header thôi. Lúc này mình còn header thôi. Đó, kết quả cuối cùng là reverse là header và next sẽ là header gạch top. Đó, lúc này mình lại kiểm tra tiếp là nếu mà in next á, nếu mà không include reverse. Next là cái nào? Next là cái này. Không include nha. Ở đây thì nó include là đúng rồi, nhưng mà đây là không include thì nó sẽ không chạy vào đây. Thì lúc này order class sẽ push new string. Đó. Thì order class lúc này là cái gì? Là một cái biến ở bên ngoài, mình khai báo bên ngoài thôi, là đây. Push vào. New string lúc này là cái gì? New string lúc này là header. Thì lúc này chỗ này order class á, nó sẽ có là header. Header. Không phải. Cái này này. Nó sẽ có cái này. Đó, nó sẽ có cái này. Rồi bắt đầu rối rối rồi. Thì mình sẽ cần console log nó ra đây để xem thử nó ra cái gì ở dưới này ha. Mình sẽ thử. Mình sẽ thử với cái này trước. Đi. Mình sẽ thử hai cái đi, để cái next với reverse luôn. Copy sát class đúng không? Copy sát class. Thì lúc này mình sẽ xem thử là con và tu sát lúc này nó không có. Đúng rồi, nó không có. Bởi vì lúc sau, bởi vì nó include mà. Tại vì cái tiếp theo include cho nên lúc này nó không có. Đúng rồi. Nó empty đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình để một mình ha. Tại vì sao cái tiếp theo nó include cái này rồi cho nên là nó không có. Và mình để nếu mình để một mình, Ctrl B, copy sát class. Thì lúc này nó sẽ có một mạng ở đây. Mạng này sẽ là header đây. Thì mình có phân tích ở đây là đây đó. Tại vì lúc này mình nó chỉ có một mình thôi, còn ở đây là nó include, các bạn hiểu không? Include nè, tức là include rồi nên nó không chạy vào đây, tại vì trường hợp này mình ghi là phủ định, tức là không include thì nó mới chạy vào đây. Thì kết quả các bạn sẽ thấy ở đây là empty array, nó không có cái gì cả đó. Thì lúc này nó không chạy vào đây thì chắc chắn nó sẽ chạy vào trong, nó sẽ chạy vào trên này rồi, tức là filter class đúng không? Filter class chắc chắn sẽ có, mình sẽ reload lại. Rồi mình bấm qua bên này. Mình sẽ copy cái đống này ha.
hoặc là ba cái luôn cũng được. Ctrl C, copy sát class. Rồi mình bấm vào lại đây. Thì các bạn sẽ thấy là filter class nó sẽ có. Đầu tiên á, nó sẽ có một phần tử thôi. Tiếp theo á, nó sẽ có là hai phần tử ở đây. Đó, thì mình sẽ vào đây. Các bạn thấy không? Header này. Tức là nó là một mảng, trong mảng đó lại có một có hai phần tử. Phần tử đó lại là một mảng có hai phần tử nữa. Đó, bắt đầu rối không? Thì mình sẽ có là header và gạch gạch top, thấy chưa? Và header, gạch gạch content. Đó, tức là mình ra được cái cấu trúc mà chúng ta muốn rồi. Để chúng ta làm gì? Chúng ta nối nó lại. Tức là filter class là chúng ta lại có một mảng chứa mảng. À, mình sẽ copy cái này ra cho các bạn xem. Tạm thời tắt cái này đã. À, mình lúc này mình sẽ có kết quả là đây. Nó là một mảng, trong mảng lại có mảng nha. Ý à. Đó, nó là nôm na là như thế này. Đó, nó là cấu trúc như vậy ha, các bạn cũng thấy ở ở đây rồi, đây. Signal là xuống hàng thôi chứ không có gì đâu. Đó, mình sẽ được kết quả như vậy. Thì lúc này mình sẽ có filter class là như thế này, tức là chỗ này rồi. Mọi việc có dừng đơn giản như vậy không? Chắc chắn là không rồi, nó còn xuống dưới này nữa, xuống dưới này bắt đầu lú nữa. Mình phải có là object.entry merge array filter class. À ok, thì cái merge array này để làm gì? Để mình gom những cái mạng này lại thành một ha, tại vì cái mạng của mình là mạng trong mạng, các bạn thấy là mạng trong mạng như thế này, mình muốn gom lại thành một mạng thôi. Đấy, thì mình sẽ dùng là merge array. Đây. Và array mình truyền vào mạng trong mạng, tại vì string đó, array tức là mạng hai chiều. Mình có một cái object là record trong TypeScript ha, thì nó sẽ trả về cấu trúc là object. Là bên này là property á, là string và value là any. Đó. Học TypeScript thì sẽ biết cái này. Sau đó mình sẽ kiểm tra trong cái mạng đó ha, mình sẽ duyệt qua cái mạng đó, index.lang cộng cộng. Key á, là cái đầu tiên array y0 và value là array y1 tương ứng hai bên như thế này. Ha. Thì mình sẽ kiểm tra nếu mà cái key đó chưa có trong object đó thì mình sẽ gắn value cho cái key đó. Còn nếu mà cái key đó có trong object rồi thì mình sẽ put cái value vào cái key đó. Đấy. Thì cái đoạn này này nó sẽ hơi lú một chút, nó sẽ trả về một cái object. Nó trả về object nhưng mà cái mình muốn ở đây là mảng. Cho nên mình dùng object.entry để lấy ra cái kết quả đó. À, mình sẽ console log cho các bạn ở đây. Sẽ để nó ở đây để cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi. Copy sát class. Mở terminal lên, tắt bớt đi. Đây các bạn sẽ thấy như thế này. Tức là nó merge lại thành một cái object, object này. Chấm header. Đó, header đây là property. Đó. Và bên trong nó là value của nó sẽ là một mảng. Các bạn thấy chưa? Nó push vào một mảng này, array key, object key chấm push này. Đó. Tại vì object key lúc này nó là một mảng. Nó push vào đây ha. Đó. Tại vì cái mảng mình là hai chiều, ha? Thì array y không, đó là cái thằng là cái mảng đầu tiên, array một là cái mảng thứ hai. Được chưa? Đó, trong đó mình sẽ có hai cái mảng như thế này, là tương ở chỗ này này. Đây, tức là y0 này, y1 này. Đó. Rồi thì mình sẽ kiểm tra key đó, nó key có trong object không? Từ lúc này object là empty chưa có gì cả thì nó sẽ chắc chắn là không có rồi, thì lúc này mình sẽ gắn cái key đó lúc này là cái gì đó, key này ở đây y0 này, xin lỗi các bạn, ở đây không header này đó, thì lúc này nó header này có trong object đó chưa chưa đúng không? Thì lúc này mình sẽ gắn là cái value đó cho cái header này thì mình sẽ được kết quả đây value. Đó. Là cái top á, đó cho header đó.
Còn nếu mà có rồi, lần sau á, lớp tới nó có rồi thì nó sẽ put vào. Thì lúc này mình sẽ có top và content. Content là cái sau này put vào. Đó thì mình sẽ được là top là ban đầu và cái content là cái sau này. Đó, lúc này mình sẽ có kết quả là ở đây, các bạn thấy là header. Đó. Và header này á là property nó có là giá trị là một mảng có hai phần tử là top và content như thế này. Đó. Thì nó trả về object và mình muốn là nó thành mảng. Thì muốn nó thành mảng thì mình sẽ dùng là object.entry ở đây. Cái này kiến thức JavaScript thôi. Thì mình sẽ convert nó thành một cái mảng là object.entry gồm có key value á, là mình sẽ console log ở đây cho các bạn xem. Đó thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Value s này. Đó, nó sẽ là header, nó tức là thành một cái mạng nữa. Trong mạng đó lại có giá trị đầu tiên là header và cái giá trị thứ hai á lại là một mảng. Trong mạng đó lại có hai giá trị nữa là top và content. Rồi bắt đầu các bạn thấy rối rồi. Hồi đó lúc mà mình viết cái này ra mình cũng rất là rối tại vì rất là nhiều vấn đề xảy ra, mình phải test đi test lại rất là nhiều lần. Đó, mình sẽ được kết quả như vậy. Các bạn là header và array, array 2 là top content như thế này. Rồi. Sau đó mình làm cái gì nữa? Sau đó mình dùng order class. Order class á, lúc này nó đang là rỗng. Cái trường hợp mình đang làm ở đây là nó không có. Thì lúc này cái template lúc này nó sẽ là choice n thì nó cũng không có gì hết tại vì nó empty mà. To string nó cũng không có gì cả, tức là cái template lúc này nó không có gì hết, nó null đó. Trường hợp này là nó null. Rồi, thì cái value.len ở đây này, các bạn sẽ thấy ha. Rồi. Cơ sở hả? Cơ sở anh hướng dẫn ở YouTube rồi nha, anh không hướng dẫn lại nữa nha. Compy Pam. Mình sẽ có là hết. Mạng này có hai phần tử đúng đó, lúc này mình sẽ được kết quả chỗ này. Đó, là object value s đó, ha, value s là mình sẽ được kết quả như thế này. Rồi bắt đầu lú được rồi, qua đây tiếp mình sẽ dùng phần lập duyệt qua nó tiếp là index nhỏ hơn value.len, index cộng cộng, tức là duyệt qua cái mạng là value ở khi nãy ở đây là cái này. Mình sẽ tắt cái này cho đỡ rối cái này. Ở duyệt qua đây là 0 này, 1 này, thì element là value index thì nó sẽ tương ứng là cái này là header và cái mạng này. Rồi tiếp tục. A là cái gì đây ta? A đây là tức là cái phần tử đầu tiên ha, element 0. À, xin lỗi các bạn, element 1. Element 1 tức là cái nào? Tức là cái phía sau á. Đó. Thì cái chỗ này đặt A nó không hay lắm, mình sẽ đặt là mình sẽ đặt một cái tên khác, đó chính là array ADR class đi ha. Đó. Thì array class lúc này là cái gì? Array class lúc này là string, một mảng string là element 1. Element 1 là cái nào? Tức là cái này này, đó, cái đống này này. Đó, là cái đống phía sau nhá, cái phía sau. Đó, element 1. Rồi, thì template.stream.include element 0.stream. Element 0 là ai? Element 0 tức là cái này. Stream tức là mình bỏ khoảng trắng. Thì cái template lúc này khi này mình phân tích đó, thì là template từ order class mà order class lúc này nó không là null rồi. Thì template lúc này là trống thì nó sẽ không chạy vào đây được rồi. Lúc này nó không có chạy vào đây. À, nó không có chạy vào đây. Thì nó sẽ không chạy vào đây, nó sẽ chạy xuống như này. Thì thêm lấy lúc này cộng bằng ha, cộng bằng cái gì? À, element 0 này, element 0 lúc này là ai? Element 0 lúc này là header. Chấm header nha, chấm header. Rồi. Tiếp tục. Rồi, mở ngoặc nhọn ra. Đây, mình sẽ ghi cho các bạn này. Rồi, lúc này là chấm header. Header, à, mở ngoặc nhọn ra. Rồi. Xuống hàng đúng không? Rồi ok, set n có nghĩa là xuống hàng. Tiếp tục. ADR class là element 1 tức là cái này. Cái mạng này. Cái mạng này làm gì? À, cái mạng này dùng map tiếp một lần nữa element và trả ra và cách ra element đó. Rồi ok. Thì nó trả ra một cái mạng là element, cách ra element đó có nghĩa lúc này nó sẽ trả ra là gì? Và đúng không? Và đó, cách ra này, đó rồi và element lúc này là cái này.
tức là rỗng này đó. Rồi tiếp tục lại choi cho xịt n element lúc này, à element lúc này nó có cái gì đó thì mình ra được kết quả như thế này. Rồi tiếp tục ha, cho xịt n là gì, tức là xuống hàng, à xuống hàng. Rồi element tiếp theo là cái này và tiếp rồi xuống hàng và cuối cùng là dấu đóng. Dấu đóng là dấu đóng này là của cái gì, cái dấu đóng này thấy không, cái dấu đóng này chỗ nào đây này đó. Thì dấu đóng này là cái dấu đóng của cái element không á, tức là của cái này, tại cái này nó tự đóng thôi đó. Chắc là biết đúng là như thế này đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có kết quả như mong đợi như ở đây, đó là cái câu mà mình hay nói có kết quả như mong đợi đó đây ha. Đó thì các bạn thấy á, nó không đơn giản một chút nào cả. Chỗ này là template.trim.include.element 0.trim à, thì nó sẽ là template bằng template.display.element 0, tức là cái dấu này bạn empty thôi, tại vì là trường hợp nó có cái template.trim đúng không, element 0 thì nó chắc là không include rồi, không include thì nó sẽ cũng chạy vào đây. Trường hợp này là khi mà chỉ có một element thôi thì mình sẽ display cái element đó bằng rộng thôi để nó khỏi sinh ra hai cái thôi chứ không có gì cả. Mình sẽ cần console log thử, console log thử tức là nó sẽ chạy vào trường hợp này, này tức là nó chỉ có một mình thôi, nó còn không chạy vào luôn. Trường hợp này là trường hợp nào á, mình quên rồi, trường hợp nào thì nó chạy vào đây mình lại quên rồi. Không include thì nó phải chạy vào đây chứ hả? Chạy lại coi. Nó là array 1 đúng không? Header sẽ n. Rồi ok. Chấm cho xịt n. To string. Rồi ok. Thì template chấm template lúc này nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là cái gì? Theo lấy lúc này là sẽ là header. Header chấm trim chấm include element 0 chấm trim. Include là có chứa. Ok, mình sẽ cần sao lắp cái này ra. Để xem nó include hay không ha. Mình không nhớ trường hợp đó mình làm cho trường hợp nào nữa. Ý dạ, rối quá. Ý, mình chưa gọi lệnh mà đúng không? Template không chấm trim là cái nào? Dòng 70 để nó chạy vào ta. Element không à đúng rồi, lúc này value nó không có, nó đâu có chạy vào đây. Value s lúc này nó đâu có đâu. Chắc là nhiều element nó khác nhau hay mình nghĩ là vậy. Để thử ha. Chấm là chấm header chấm content. Đây chắc chạy vào order class, nó sẽ chạy vào order class. Không hiểu khúc này để làm gì luôn, hồi đó biết để làm gì. Template.trim nếu mà include à, tức là nếu mà có rồi á, tức là trường hợp này là khi mà nó có hai cái header á, sợ nó ra trùng nhau hay sao đó thì phải, để mình nhớ không lầm là vậy. Nhưng mà về cơ bản thì nó đã hoạt động tốt, những cái gì đang hoạt động đã hoạt động tốt thì cứ để nó hoạt động. Cũng chả nhớ khúc này biết để làm gì cả, để khi nào mình test lại xem sao. Đó, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem cái livestream lú não này của mình. Nói chung là mình lú một mình không có thích, mình thích mọi người lú theo cho nó vui mà. Thì cái extension mà mọi người có thể đang dùng đó. Đây ha, tiện thể giới thiệu luôn nếu mọi người thích. Đấy.
là eon dev gạch html to set class nhé. Nó sẽ còn vào sang sát hoặc là sang set cho các bạn, sang cấu trúc set hoặc là sát cho các bạn. Rồi, có mấy bạn hỏi là console lock nhanh đúng không? Là dùng turbo console lock nhá, extension này. Turbo console lock. Đây. Cái này là để console lock nhanh nhá. Console lock nhanh. Sau khi cài đặt xong rồi á thì các bạn có thể có những cái setting như thế này. Để mình chia sẻ trong cái mô tả cho các bạn. Đó, setting mình chia sẻ này. Đó, có thể copy về nha. Đó là console lock cho nó nhanh nha. Và setting cho nó gọn lại. Còn cái làm cơ sở á, thì cái làm con trỏ nó rất là nhiều. Anh nói đi nói lại rất là nhiều lần ở trên YouTube rồi nên không nói lại nữa. Nó liên quan đến việc custom CSS. À, em phải đầu tiên em phải biết cách can thiệp vào code set, can thiệp vào code của Visual Code đã, rồi sau đó em mới tùy biến được. Tùy biến như thế nào đã chỉ rất là nhiều rồi và chia sẻ class hết tất cả trên mạng luôn rồi. Nên là anh không có nói lại nha, nó đi nói lại mấy cái này mệt lắm tại vì class nó rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người đã là xem cái buổi livestream lú não này cùng mình ha. Hẹn các bạn vào buổi livestream code giao diện hay là một cái gì đó khác biệt hoặc hay ho hơn vào tuần sau. Rồi, bye bye mọi người nha. Bữa nay livestream cái này hơi lú rồi, mệt á. Bye bye, bye. Hello Linh Phạm nha. Bây giờ người ta họp rồi mới bắt đầu vào.